Tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024, Thiếu tá Lê Hoàng Phong, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ là một trong ba gương mặt tiêu biểu xuất sắc của thành phố dính dự được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen. Mang trong mình nhóm máu RH âm, cả nước có khoảng 0,07% dân số có nhóm máu này. Thiếu tá Phong đã đăng ký tham gia câu lạc bộ máu hiếm khu vực Tây Nam Bộ. Ngoài hiến máu định kỳ, anh còn hiến máu cho những ca cấp cứu. Được lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện anh đã hiến máu 30 lần, dẫn động trên 150 người tham gia hiến máu. Nghĩa cử cao đẹp của Thiếu tá Lê Hoàng Phong đã tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân dân, vì nhân dân phục vụ.